Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món canh mọc lấu mới lấm nhá, rất là ngon và giải ngấy rất là tốt. Chúng ta làm món canh này chúng ta ăn với cơm và thêm một ít dưa chua nữa là chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon sau Tết. Ở đây là mình sẽ phi thơm ít hành tím lên cho một chút dầu ăn thôi để cho nó không bị ngấy. Sau đó mình sẽ cho cà chua vào chúng ta xào để chúng ta vừa tạo cái nước chua ngọt mà lại màu sắc cái bát canh của chúng ta rất là ngon luôn. Sau đó mình xào lên và cho thêm một ít gia vị cho cái cà chua này nó nhanh mềm. Đây mình chỉ dùng muối bột canh thôi. Cho nhanh mềm. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ cho thêm ít hạt lêm nữa. Rồi đảo lên rồi mình sẽ dùng cái nước linh xương nhé. Chúng ta làm món canh này còn không thì chúng ta dùng nước lọc thông thường cũng được nhé. Đây là nước linh xương gà. Cho nửa to lên rồi mình sẽ dùng lên là giò sống hay còn gọi là mọc ấy. Mình sẽ ve viên bằng cách rất là đơn giản, dùng cái thìa chúng ta khoét thành từng miếng rồi sau chúng ta sẽ cho vào thôi. Để chúng ta sẽ có được cái phần mọc bên trong như này. Đó, cứ làm như vậy đến hết là được. À. Sau đó mình sẽ cho thêm lấm vào nhé. Ở đây mình cho thêm ít cà rốt thái sợi nữa cho màu sắc cái món canh của mình nó ngon hơn, nó đẹp mắt hơn. Và cho lấm vào đun thêm khoảng 3 đến 5 phút nữa là được. Để cái mọc nó chín từ từ. Và trước khi tắt bếp thì cho thêm một chút nước mắm cho dậy mùi thơm. Còn bạn nào không thích thì không cần cho nhé. Còn mình thì nấu canh hay cho một chút nước mắm như vậy. Và thêm một chút bột ngọt nữa. Rồi sau đó mình cho hành lá lên trên. Bát canh của mình sẽ rất là ngon luôn và bắt mắt. Các bạn hãy làm theo cái cách này á, mình đảm bảo là bát canh mọc của mình sẽ rất là ngon. Khi mà nó sôi lên như này rồi nhá, thì mình sẽ cho ra bát và thưởng thức thôi.